Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình Nấu ăn cùng chuyên gia của kênh ẩm thực Fit Đi. Mình tên là Nguyễn Đức Đạt, hiện tại đang làm ở khách sạn JW Marriott Hà Nội. Hôm nay đến với chương trình, mình xin hướng dẫn các bạn món kẹo chocolate vị caramel. Hãy cùng thực hiện với mình nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn xong món kẹo chocolate vị caramel. Hy vọng với những hướng dẫn của mình, các bạn có thể thực hiện thành công món kẹo này dành tặng cho những người yêu thương của mình trong ngày Valentine. Xin chào và hẹn gặp lại. Fit Đi, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.